Ngọc Hải, Tuấn Anh hay Hùng Dũng được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn dự SEA Games. Kết quả chi bảng phản ánh đúng lo lắng của chúng ta, bảng A có 5 đội đá 4 trận, nhóm B có 6 đội như vậy sẽ phải đá thêm 1 trận. Cùng bảng với Việt Nam có Thái Lan, Indonesia đều là các đội mạnh mà chúng ta sẽ phải đá vòng bảng với mật độ 2 ngày trận. Các đội ở bảng B đá nhiều hơn bảng A 1 trận nên bất lợi khá nhiều, huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay. Trước đó, thầy Park đã lo ngại việc BTC SEA Games từ lâu nay chỉ cho đăng ký 20 cầu thủ thay vì 23 như nhiều giải đấu khác. Thời gian thi đấu liên tục, cộng với việc chơi trên sân cỏ nhân tạo thay vì tự nhiên hứa hẹn sẽ mất rất nhiều thể lực cho các học trò. Đó là lý do thầy Park phải hướng tới tiêu chí xây dựng đội tuyển với nhiều cầu thủ trẻ, khát khao. Hai cái tên được bổ sung U22 Việt Nam phải còn trẻ, nhanh nhẹn, hợp lối chơi của toàn đội và quan trọng là hồi phục kịp thời sau các trận đấu để gánh team. Trong số này, hàng loạt tuyển thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia như Ngọc Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn hứa hẹn sẽ nhiều khả năng được chọn. Những cầu thủ này đều đáp ứng mọi tiêu chí của thầy Park vừa kể. Trong đó, người lớn nhất như Hùng Dũng, Ngọc Hải cũng chỉ 26 tuổi. Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn thậm chí trẻ hơn. Trong độ tuổi này, sự khát khao của họ là có thừa. Việc hồi phục cũng không là vấn đề lớn với họ. Năm ngoái, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt đội hình dự ASEAN 18 với 3 cầu thủ lớn tuổi đều chơi trên hàng công gồm tiền vệ Hùng Dũng và 2 tiền đạo Văn Quyết, Anh Đức. Từ tiêu chí chọn quân của thầy Park vừa công bố, sẽ không khó hiểu nếu huấn luyện viên người Hàn Quốc tiếp tục duy trì điều tương tự khi đến Philippines tháng 11 này. Trong đó, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Công Phượng, Văn Toàn có cơ hội nhiều hơn cả do thi đấu trên hàng công. Ngọc Hải cũng là một lựa chọn nhưng thầy Park thời gian qua tin tưởng Đức Chiến tuyệt đối. Trung vệ vốn là đồng đội của Ngọc Hải ở Việt Theo là người mang băng đội trưởng U22 Việt Nam gần đây. Cộng thêm việc Đình Trọng đang nỗ lực trở lại, hàng thủ cũng chưa hẳn là vấn đề với U22 Việt Nam. Do đó, những cái tên chơi trên hàng tấn công sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Tốc độ của Văn Toàn, khả năng đột phá của Công Phượng hoặc một hàng tiền vệ chắc chắn, sáng tạo với Tuấn Anh, Hùng Dũng cũng là một giải pháp cho thầy Park ở SEA Games. Huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này chắc chắn đã có cái tên cầu thủ ưng ý để bổ sung cho U22 Việt Nam. Vấn đề lúc này là sự cân nhắc cho vị trí nào vì ông chỉ có 2 lựa chọn mang tính quyết định. Trong số những cầu thủ vừa nhắc, tất cả đều đã quá hiểu ông. Môn bóng đá nam SEA Games 30 cũng diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến mùng 10 tháng 12, thời gian không diễn ra vòng loại bảng G World Cup 2022 mà đội tuyển quốc gia phải thi đấu. Do đó, thầy Park không cần lo ngại chuyện cầu thủ quá tải. Tại SEA Games 30 ở Philippines, các trận đấu sẽ được tổ chức trên 3 sân vận động đều có mặt cỏ nhân tạo là Memorial, Umaga và Binang. Vòng bảng diễn ra sớm từ ngày 25 tháng 11 đến ngày mùng 5 tháng 12. Vòng bán kết vào ngày mùng 7 tháng 12. Trận tranh huy chương đồng và huy chương vàng được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 12. U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng với nhà đương kim vô địch Thái Lan và 4 đội bóng khác là Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Trong khi đó bảng A gồm chủ nhà U22 Philippines, U22 Malaysia, U22 Myanmar, U22 Campuchia, U22 Timor Leste.